Thế tôi kiểm một cái gói hàng tôi mua trên Shopee. Đây là một cái mặt nạ hàn điện tử dùng năng lượng mặt trời. Thế sau một tuần thì Shopee đã gửi về cho tôi, hôm nay nhận được, mở ra xem. Hàng này được gửi từ Trung Quốc, từ Quảng Đông Trung Quốc, cho nên thời gian gửi là rất là lâu. Nhìn bề ngoài người ta đóng gói thì nghe rất là cẩn thận. Rất là to. Giá của cái gói hàng là 147.400 Việt Nam đồng. Như thế nào? Đấy, bên ngoài được bọc một cái lớp bóng đèn. Tránh va đập và vỡ sản phẩm rất là cẩn thận. Trong là một chiếc mũ. Chiếc mặt nạ hàn, là chiếc mặt nạ hàn điện tử dùng năng lượng mặt trời. Thiết bị gồm hai thành phần chính, những chi tiết người ta đã lắp vào thành khối với nhau. Người ta để hai bộ phận chính, đó là mặt nạ và quai đeo đầu. Chiếc mặt nạ này quá trình gói này lâu nó vênh. Rồi, sau lắp vào nó sẽ như thế này.
này, đeo kính như thế này. Bây giờ tôi sẽ ra tôi làm thử để xem cái tác dụng của nó như là cái cơ chế hoạt động nó đúng như là quảng cáo của người bán hàng hay không.